Thông tin ban đầu vào rạng sáng ngày 17 tháng 9, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một bệnh nhi 60 tháng tuổi, quê xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, có biểu hiện quấy khóc, đau họng. Sau khi kiểm tra và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị dị vật là một đồng xu kẹt tại cơ thắt thực quản trên, rất gần đường thở. Bệnh nhi được chỉ định nội soi gấp dị vật. Với sự phối hợp giữa các bác sĩ khoa nhi, phòng nội soi, gây mê, sau khoảng 10 phút, dị vật là một đồng xu hình tròn, đường kính khoảng 2cm, đã được lấy ra khỏi thực quản. Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc đang chơi đùa, bé gái có ngậm một đồng xu và chẳng may nuốt vào họng. Hiện tại bệnh nhi đã ổn định và hết đau họng.